đi qua nhà ảnh xong là mới quen có 2 ngày thôi là ảnh xử em luôn rồi. Ảnh xử em luôn rồi. Sau cái buổi sáng đó, gọi là buổi sáng định mệnh đó, thì lúc đó tụi em có xác định là mình bắt đầu là thương nhau và giống như muốn một cái gì đó nó lâu bền không, hay là cũng chỉ nghĩ là thôi mình thích nhau thì là mình như tuổi trẻ bồng bột vậy thôi? Không, em thì lúc đó là em xác định là quen anh này rồi là em cũng có suy nghĩ tới rồi. Lúc đó em thuộc dạng em chưa suy nghĩ gì nhiều đâu, em chỉ suy nghĩ là thì cứ quen đi coi như sao đã. Tìm hiểu nhưng sao? Nhưng mà sau bữa đó là hiện những cái người trước là em đã ngưng hết luôn rồi. Xin chào hai em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thanh Tuấn. Hiện em 27 tuổi và em đang làm xăm nghệ thuật tattoo. Em chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. À. Em tên là Trương Thị Xuân Thi. Em năm nay 29 tuổi. Em cũng là thợ xăm. Bây giờ anh hỏi nè, hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Ai là người ấn tượng ai trước tiên? Em với ảnh là gặp nhau ở cái quán cà phê bên Gò Vấp á. Lần đầu tiên hai vợ chồng đi ốp cái nhóm tattoo á, xong rồi vô tình đi vô đó gặp ảnh, ngồi xa cách em có 2 bạn thôi. Em thấy cái anh này em cảm thấy là thích như sao, thấy tươi quá, tráng sĩ tươi xanh quá, thích liền luôn. Tức là em vô em nhìn thấy ảnh là em thích liền luôn. Dạ. Đúng không? Còn anh này thì sao, anh có biết là bạn đó thích mình liền không? Bạn nữ thì nhìn cũng xinh xinh, xăm nhìn cũng chất. Em lúc không có quan tâm lắm đâu, em lo nhiều chuyện với cái thằng kế bên không à. Sau cái buổi đó cái kêu về cái thì vợ em mới kêu đi nhậu không. Rất là mạnh mẽ đúng không? Ghê, nhậu không? Ghê đó phải không? Rồi dạ. Sao có đi không? Tại vì có nhiều người rủ em nhậu quá, cái em cũng em đi với người quen chứ lạ quá em đâu có đi đâu. Trong cái nhóm mà offline đó cái ông này là hot boy tattoo đúng không? Cũng ngon trai thôi. Ngon trai. Coi như bữa đó mình không thành công. Không có đi, xong rồi cái lúc đó em về, em vô cái Facebook của bạn em. Cái Facebook đó 5.000 người bạn là full bạn rồi. Nhưng mà em kiếm nguyên một đêm luôn, kiếm Facebook của bạn này. Ôi, tôi nghĩ là ấn tượng quá tuyệt vời với anh này. Rất là, có nghĩa là mê anh rồi đó. Em mê từ lúc đầu. Gặp là mê liền đúng không? Rồi hôm đó em có add Facebook chồng được không? Có, em add Facebook ảnh được. Em kiếm xong rồi cái em add được ảnh xong rồi sáng là ảnh nhắn tin cho em. Nghĩa là em là người ẹt ảnh trước nhưng người nhắn tin cho chủ động nhắn tin trước. Dạ, là ảnh đúng không? Nhắn gì nhắn hello em vậy thôi xong như rồi bình luận trước. Em bình luận trước xong rồi cái ảnh thấy cái ảnh nhắn tin cho em. Anh hỏi nè, tình trạng của em cái giai đoạn đó là như thế nào, FA hay là có bạn gái rồi? Lúc đó em cũng có quen và quen chơi chơi, không có sâu đậm với ai hết. Rồi em cũng chỉ nhắn tin qua lại thôi chứ em không có nghĩ là quen. Tối đó cái tự nhiên cái vợ em nhậu xỉn vô cái nói em thích anh. Em muốn quen anh đó. Cô ấy tỏ tình với em trước. Cái đó em còn tưởng vợ có đâu, em nói thiệt, em không phải xỉn em nói đâu. Có nghĩa là em không tin là cổ nói là cổ thích mình đúng không? Nhưng mà qua ngày hôm sau thì sao? Rồi xong hai đứa là sau đó là có đi hẹn hò với nhau liền không hay là phải bao nhiêu lâu? Hẹn liền luôn. Hẹn liền trong buổi sáng hôm đó luôn. Em kể sáng cái em nói với ảnh là hôm qua em nói là thiệt á. Ảnh kêu là thôi qua nhà đi chơi đi ăn uống gì xong rồi cái đi qua nhà ảnh xong là mới quen có 2 ngày thôi là ảnh xử em luôn rồi. Ảnh xử em luôn rồi. Sau cái buổi sáng đó gọi là buổi sáng định mệnh đó thì lúc đó tụi em có xác định là mình bắt đầu là thương nhau và giống như muốn một cái gì đó nó lâu bền không, hay là cũng chỉ nghĩ là thôi mình thích nhau thì là mình như tuổi trẻ bồng bột vậy thôi? Không, em thì lúc đó là em xác định là quen anh này rồi là em cũng có suy nghĩ tới rồi. Lúc đó em thuộc dạng em chưa suy nghĩ gì nhiều đâu, em chỉ suy nghĩ là thì cứ quen đi coi như sao đã. Tìm hiểu nhưng, sao? Nhưng mà sau bữa đó là hiện những cái người trước là em đã ngưng hết luôn rồi. Thời gian sau có những gì trải qua cái em là người chủ động đòi đăng ký kết hôn với vợ mà. Tụi em quen vậy thấy chứ cỡ hơn tháng là ảnh nói cưới luôn rồi. Em hồi xưa em ở Mã Lai. Em ở 8 năm rồi. Xong rồi hồi cuối năm 2018 là em về là bắt đầu là đi cà phê là gặp anh này. Có nghĩa là em định cư bên đó hay là như thế nào? Hay là chỉ có đi qua làm việc thôi? Em làm việc cái bên đó. Rồi về đây rồi có phải trở qua bên đó lại không? Có, lúc đó em về xong rồi em qua bên đó được 2 tuần. Cái em cảm thấy em nhớ người này, em muốn đi về đây. Cái em nói với ba mẹ, lúc đầu mẹ em cũng không chịu nữa.
Còn ba em thì muốn làm gì làm, thích thì làm, thích thì con cứ làm. Nhưng mà cái... ba mẹ là ở bên kia, bên Mã Lai hay là ba mẹ em về đây luôn rồi. À ba mẹ, nhưng mà lúc đó thời điểm đó là ba mẹ ở Mã Lai. Dạ. Em còn tiệm bên đó với lại em còn muốn kiếm tiền nữa. Nhưng mà thôi em muốn về đây. Nhưng mà em thì sao? Cái khoảng thời gian mà vợ đi qua bển á thì em có nhớ nhung gì cô gái này hay không? Có ngày nào vợ em với em cũng gọi nhau mà. Đó, rồi khi nào thì em mới có ý định là em muốn cưới cô? Ý định cưới á là trước khi cái lúc vợ em về Mã Lai rồi. Gọi là cái kỷ niệm gọi là không bao giờ quên luôn á. Là em với vợ em quen vừa mới được có mấy ngày là vợ em bị thủy đậu. Cái em mới nói với bạn em về, vợ tôi bị thủy đậu rồi, có lây không? Bạn mới nói trời cái bệnh nó lây ghê lắm á mày. Em mới kêu thôi em ở nhà em dưỡng đi, qua 15 ngày em hãy gặp anh chứ không em lây anh. Được khoảng 7 ngày hay 8 ngày á, cái vợ em bắt đầu chơi chiêu qua dụ em, cái nói em chích ngừa rồi, em không có lây bệnh cho anh đâu. Em nhớ anh quá rồi anh gặp đi. Em mới nói là em mà lây cho anh mà bị anh mà bị bệnh á là em phải chăm anh đó nha, tại anh ở một mình. Gặp xong đúng luôn, đúng ngay hà 28 là em 28 29 29. À? Tối 28 à. 29 Tết. À 29. 29 là em bị phát bệnh. Trời ơi. Là em bị phát nghe bệnh. Là vừa gặp cái là bị lây liền luôn hả? Thì phải lây thôi, cái đó nó lây là lắm. Chưa hết. Chưa đúng hết rồi, mà chưa nói dối em là đúng rồi, là nói rồi. Là chỉ nhớ qua cái chị gài em. Cái chị nói là em không có lây đâu, em chích ngừa rồi, bác sĩ nói chích ngừa không có lây. Rồi gặp rồi xong rồi em bị lây luôn. Không em biết. 29 đó em phát bệnh mà em tưởng em nói chung là nó ra là em muốn chết luôn á. Tại vì nó vừa chóng mặt mà nó vừa nhức đầu mà nó sốt, nó nóng lạnh mà nó nổi sừng hết lên cái đầu luôn. Vậy hả? Rồi xong. Có hận không? Lúc đó em có hận không? Lúc đó em quạo luôn. Nhưng mà cổ có chăm em không? Đó. Bữa đầu. Chắc chắn là cổ sẽ hết trước em. Bữa đầu là chưa. Bữa đầu là cái bữa đó em phát, cái em nhắn tin nói em ơi, hình như anh bị rồi đó em ơi. Bây giờ em qua em mua thuốc cho anh hay cái gì đi. Cái lúc đó chỉ hơi ghiền nhậu. Cái chỉ lo đi nhậu. Tối hôm đó tới khuya như 1 giờ hay 12 giờ em qua ta. 1 giờ. 1 giờ. À. Cái 1 giờ khuya. Mà thấy nổi đây. Mới qua. Mới qua lúc đó em quạo luôn rồi, em điên tiết rồi. Tại vì nói mà lúc đó em chịu cái thời gian em một mình mà không có thuốc, không có gì, làm không nổi cái gì luôn. Cái xong cái em quạo quá, em không mở cửa luôn. Em có suy nghĩ là vậy à, chia tay. Chia tay. À. Cái bữa đầu sốt thì nó hơi nặng, bữa sau thì nó đỡ hơn, nó hơi quen. Tháng cái đầu chạy qua chăm em đến tối, cái tự đó em mới thấy này có nói lời nhớ giữ, có giữ nè. Rồi những coi như là ấn tượng nhất là tới mùng 6 Tết em mới được ra ngoài đường luôn á. Rồi cái bệnh đó nó ghê lắm. Có nghĩa lúc mà em đi nhậu đó là em đi nhậu với ai vậy? Nhậu với mấy anh chị thợ xăm bạn của em á. Vậy hả? Rồi dạ. Sao em để bơ vơ ở nhà mà lúc đó em nghĩ sao mà em lại đi nhậu mà em không đến đó, với bạn hình này? Lúc đó em còn ham chơi đó. Vậy nhưng hả? Mà sau khi quen anh này thì hết rồi. Coi như là sau cái buổi sáng định mệnh đó thì là mấy ngày sau thì em phải về Mã Lai. Tháng là em về bên Mã Lai là. Rồi sau cái chuyến đó xong là về đây luôn đó. Dạ. Không có trở ngược qua bên đó nữa đúng không? Có nghĩa là cuốn gói về hết luôn hả em? Không, bây giờ cái tiệm bên đó thì sao rồi? Em lấy còn ít đồ về, còn ít đồ em cho bạn em bên đó luôn. Nghĩa là sang tiệm luôn? Không có sang cho người ta. Lúc mà chuẩn bị về đây á, cũng hỏi em câu là em về đây với anh là về ở với anh, rồi em không có đem cái gì về, em chỉ có cái xác em không à, thì anh có chứa em không? Anh có chứa em không? Cái em mới nói em về đây em đi cái xác em thôi, em đừng có đem cái gì về hết, anh cũng chứa em nữa. Là rõ ràng là ông đã thực hiện lời hứa rồi. Mà sau đó về là hai đứa đi đăng ký kết hôn hả? Dạ. Đi đăng ký kết hôn liền luôn. Đúng rồi, sau khi về là em chủ động, lúc đó giờ em cũng chưa có muốn đăng ký đâu. Lúc đó em mà xác định là cái người này nè sẽ ở với mình nè, ký liền đi. Ký liền luôn. Nhưng mà anh hỏi nè, ông có cầu hôn không? Ông có lãng mạn không? Sao? Bình thường. Nhưng mà hai đứa tổ chức đám cưới chưa? Dạ rồi ạ. Rồi luôn. Dạ. Rồi có con chưa? Dạ chưa. Chưa có con. Ủa mấy năm rồi? Dạ mới có 1 năm. À. Chưa được 1 năm nữa. Bây giờ ở nhà đứa nào ăn hiếp đứa nào? Đây. Sao hai người cùng chỉ ngựa? Bây giờ nói cái vụ tính xấu là biết liền ai. Rồi. Ở nhà là anh này anh có những cái tật xấu gì? Anh này không có nhiều, có em là nhiều. Nhưng mà ảnh là thường ăn hiếp em nhiều hơn. Nhưng mà đây là cái phần của em, hãy khui cái tật xấu của ông ra. Em phải khui ra. Buổi sáng đó là dậy là 11 giờ là mở cửa tiệm. Cái kêu hoài em không dậy, cái ngồi trên đầu của em thả bơm, cái điên lên em quýnh cho. Thả bơm bậy. Nhưng mà là... mình có thể điều khiển được quả bơm. Là không có dễ thương rồi đó. Này là không dễ ngồi trên đầu người ta mà thả bom mình thấy
là thấy là không có vui rồi đó. Mà bơm đâu mà có thể điều khiển được hay mà vậy? Mà buổi sáng vậy sao người ta ngóc đầu lên được ta? Buổi sáng có hay sai này nọ được không? Có, chùm luôn. Lần nào xăm là cũng sai, sai tới nỗi mà em quạo. Nhiều khi em muốn bỏ nhà em đi luôn. À, trong lúc anh hành nghề hả? Trong lúc anh xăm là anh sai hả? Dạ. Lấy nước cho anh nè, lấy kim cho anh đi, rồi lấy anh cái tông mực đó rồi tùm lum. Nhưng mà ổng sao ổng sai nhân viên? Học trò đang học nên sai vợ. Cũng có khi là sai học trò nữa. Mà sai vợ. Em sai vợ đã nhất. Hơn, sai vợ đã hơn mà. Sai vợ hiểu ý hơn. Đúng không? Tại vì lúc nhân viên nó đang học á thì em chỉ muốn cho nó tập trung vô nó học thôi. Ít khi sai nó lắm. Còn vợ em thì ngồi cả không à, đâu làm gì đâu thì em kêu đúng rồi. Lại bà cung cấp. Đúng rồi, với lại vợ em sẽ biết cái size kim đó em xài và em cần cái gì sẽ biết lấy, vừa cái lợi lấy là có liền. Như là anh nói nè, size mà để phục vụ cho công việc cho hai vợ chồng là đúng. Là chấp nhận là không phải thật xấu đúng không? Nếu mà trong nhà mà ví dụ sai á, nằm chỗ kêu em lấy ly nước. Có luôn. Tối anh chơi game xong rồi em ơi anh đói bụng quá. Rồi kêu xuống nấu mì xong rồi cái lên xong rồi kêu em ơi lấy nước cho anh. Nên lấy nước ngồi vừa bấm game vừa ăn gì đó. Tối nào cũng vậy, ăn riết nữa. Lấy em về hồi xưa là có năm mấy ký, giờ lên tới sáu mấy ký. Trời ơi, gán phấn đấu bằng anh đi em. Tật gì nữa nè? Có gì đó thôi. Có hay chọc vợ, có hay nhây? Có wow. Chọc cái nội mà ngồi trên đầu người ta thả là biết là chọc rồi. Hôm nay nó quá nè. Đâu có đâu, chọc đâu mà. Có ngồi trên đầu đâu. Chọc sao? Ngày nào cũng chọc, chọc mà tới nỗi mà em điên lên là em quýnh luôn. Điên quýnh luôn. Thí dụ như cái chọc đó là cái đô của ổng là như thế nào? Giỡn giỡn nói bậy nói bạ này nọ xong rồi em bực bội. Em cái tính em, tính em là nói thì nói lần thôi, cái chọc chọc ngay tới như luôn. Cái bữa đó em điên em quýnh cho ra cái ông người Thái, ông kêu ông mắc bị gì nó mới đi tập Mây Thái vậy quýnh ta. Thôi vậy đó. Trời, nó có vui vậy luôn á hả? Tới em đó, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em hả? Đầy luôn. Vợ em là sáng ngủ dậy hay quạo lắm. Sáng dậy là không được đụng vô người nha. Không được kêu tên, không được cái gì hết. Chỉ cần nói nhẹ hay đụng cái gì đó là quạo. Sáng mà chưa hoàn hồn hay sao? Không, em quạo lắm. Nhiều khi em nói em lát giao hàng cho khách nha. Làm đi. Đến bao lâu thì mới khoảng bao lâu thì mới là hồn nhập về xác rồi bắt đầu mới là trở lại bình thường. Dạ, khoảng nấu cơm xong rồi. Nấu cơm xong. Tự động lầm lũi đi nấu xuống nấu cơm rồi tự động lầm lũi cái hồn nó theo nhập vào cái xác của mình rồi lúc đó mới là bình thường trở lại. Rồi vui này vô kịch được luôn nè. Có buổi sáng nào ngoại lệ tự nhiên sáng thức dậy có vui vẻ tung tăng không? Có cái buổi sáng mà ngoại lệ nhất là cái tối đó nhậu quắc cần câu á. Là sáng dậy cái anh ăn mì gói đi nha. Rồi ngủ tiếp. Sáng nó không có quạo. Vui quá hả, dễ thương quá. Có ghen không? Kinh khủng luôn. Ghen cái ấn tượng nhất là lúc mà đăng ký kết hôn rồi em với vợ em cùng nhau đi nhậu chung với đám bạn trong một cái tiệc. Rồi vợ em lấy điện thoại ra mở lên coi, ủa sao anh ở đây mà định vị anh lại nằm ở nhà. Tại vợ em định vị điện thoại em mà lúc em ở nhà thì điện thoại em có wifi. Mà lúc mà em ra quán thì đâu có wifi đâu mà có định vị, nó định vị nó phải chạy lại cái quán đó. Em ra chỉ cứ ngồi coi, chỉ nói mà tại sao định vị mày lại đang ở nhà. Phân thân hả? Có xỉn rồi. Nhưng mà lúc đó xỉn rồi hả, đúng không? Mê lắm nè. Ủa xỉn là mình cứ tưởng là đang ở nhà với nhỏ nào đúng không? Vui quá vậy. Bình thường hay gọi mày tao lắm hả? Không, cái lúc đó là đang ghen á. Bình thường là kêu vợ chồng anh em. Nấu ăn thì có ngon không? Nói chung là không có được lắm, nhưng mà sau này nhờ góp ý rồi mới nó ngon hơn. Vợ em hay lỡ tay đổ nửa chai nước mắm lắm. Trời ơi, lỡ mà nửa chai không biết sao ăn đây. Bữa nữa. Ăn xong rồi em vô em bị lên sông máu luôn, em nằm giật giật. Trời ơi, lên ăn xong chắc khỏi xăm luôn á. Khỏi không? Nhưng mà nuôi chồng, chăm sóc chồng có kỹ lưỡng không? Có, vợ em chăm em như heo ăn vậy á. Cứ tới giờ là bắt ăn, tới giờ là bắt ăn, không cần đúng biết. Đúng giờ, gọi cái ken rồi đi ăn vậy đúng hả? Đúng rồi. Không cần biết là em có nhu cầu ăn hay không? Đúng rồi. Tới bây giờ vẫn vậy. Cái nấu cơm xong cái là đang ngồi cái là ra là ăn đi. Ăn đi cái xong cái em cũng anh chưa muốn ăn thì ăn đi cái để ăn rồi xong rồi chưa kịp ăn nữa ngon không, chưa kịp ăn sao ngon thì ngon không, trả lời ngon không, cái có ăn chưa ăn sao ngon mà cứ bắt vậy ăn đi ăn đi ăn đi, bắt em phải ăn rồi nói họ nói ngon. Ok hôm nay ăn ok ăn được, nấu cho ăn mà nói như vậy đó là phải khen ngon mới chịu, không còn nói như vậy không chịu. Nhưng mà nó có lần nào em thử em giả bộ em chê thì cái trường hợp có mấy lần ra. Không phải em giả bộ đâu mà thường tính em thẳng nên em chê thiệt không à. Chê nói vậy đó, vậy mà chê mốt khỏi nấu cho ăn. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi gì?
Dạ em thay đổi hết rồi. Thay đổi hết luôn, tất cả những cái gì em nói đây giờ là thay đổi hết luôn. Tại vì hồi đó cái tật xấu nhất của vợ em là nhậu á, nhậu xong á khi mà xỉn vô á là vợ em bắt đầu là hay nói cứ nhây một câu chuyện nhây tới nhây lui á. Em không thích. Em không thích, em nhậu vô em thích đi ngủ mà vợ em nhậu vô kia em ngồi nói chuyện em không biết nói gì. À, bây giờ là hết rồi. Đúng rồi, với lại vợ em hồi lúc ghen lắm. Thường em phải tương tác với khách hàng là em phải like qua lại trên Facebook. Mà mỗi lần em vừa mới tới nhỏ đó em chưa kịp like là chỉ ngó là em phải lướt qua. Cứ like cái là chỉ chửi mày thấy nhỏ nó đẹp quá mày like đúng không? Trời, trôi Facebook mà sao áp lực quá vậy? Như vậy là chỉ mong muốn vợ là bớt ghen hả? Hiện giờ vợ em bớt luôn. Hết ghen rồi, hết nhậu luôn rồi. Hết nhậu luôn, trời, vậy là hoàn hảo quá rồi. Cứ như vậy em à, đúng không? Không, bây giờ vẫn nhậu nhưng mà cái là khi nhậu xong là vợ em không có tính không làm như đem hồi nữa. Trước còn em muốn anh xã của mình thay đổi điều gì? Dạ, ảnh thì hoàn hảo quá nên em cũng không có... Cứ giữ nguyên. Dạ. Trời, cái cặp này đáng yêu quá. Vậy giờ cái nói cặp gì này đây? Là mình không có nói gì cả, giờ mình chỉ chúc thôi. Dạ. Mình chúc cho các bạn là lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Dạ. Yêu nhau như thế này rồi công việc thì càng ngày thuận càng lợi. Tấn tài, tấn lộc, thuận lợi. Thiệt là nhiều khách. Muốn có em bé không? Dạ có. Cha ông mụ rồi. Lấy tinh hoa trời đất về đi. Rồi nhập rồi đó. Giống như em vậy đó, buổi sáng vậy đó. Phải hoàn hồn đúng không? Thôi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc cho hai em sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Và đặc biệt là tháng 12 năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ, chính xác luôn nha. Được mà, không, tháng 12 được. Đi. Qua năm sau khoảng tháng 8 là các em sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình tha thù. Dạ. Yeah. Rồi, báo tin vui báo anh nghe chưa? Dạ. À.